Ew, ew. Mệt thế nhở? Ngay, ngay. Rồi sao vẫn cố? Dạ. Tôi mệt quá mọi người ạ. À. Nhà y tầng 2. Trong y tầng 2. Cái con này. Mày có đi y tầng 2 bắn không? Đốc rồi. Đi. Hàn Trinh, cô số 1 nó bị làm sao ý? Cái gì à? Cái gì đây? Cái gì nhá? Em đau, em bị đau chân. Cái đậu xanh nè, mày đeo bắn nổi anh em ạ. Trời ạ. Kìa, kìa. Đau quá. Tay cháu bùn rụt rồi, không bắn được luôn, thề. Tự em, tự em cũng thấy, cô thấy nhịp, nhịp tim của cô đập nhanh hơn mức bình thường. Số 2. Cái gì? Cô sẽ dùng bàn tay Murat thần kỳ của cô. Tâm này. Ta tầng bên đây đúng không? Anh em thấy sức mạnh của cái bàn tay Murat của mình. Cháu vừa mở được cửa nhà vệ sinh, cháu đi ra xong cháu lại phải đi vào. Nhiều anh em ở đây là đang kiểu... Từ nhá. Nga, từ từ. Đợi mình tí. Lúc nào mình bảo mình mệt ra khỏi nhà vệ sinh rồi thì bạn bật mic nhá. Được không? Chứ từ nãy giờ mình chưa ra được. Chưa ra được. Ok. Cháu mình bạn chưa ra để có anh chưa ra được, có cần làm nhanh hơn cho ra không? Nghĩa là chưa ra được khỏi cửa ấy. À, ok. Đau đầu thật.